đi vào ngõ nhỏ. Tuổi âu thơ đã mang nhiều ân ngày nó sống kiếp lang thang thật vơ như chim xa đàn đi mình tôi thân muôn vàng mẹ nó qua đời khi còn trong nhỏ trên cơm chiều mình lòng chưa cuộc sống đói rách bơ vơ còn ai ai cho nhung nhiều chuyện này tặng tôi vô đêm đêm nên đời nó khổ một chén cơm chiều.